repeater và router. Chắc hẳn các bạn đã một lần nghe qua về các khái niệm này. Vậy thì khi nào chúng ta dùng repeater và khi nào chúng ta dùng router? Thì trong video này, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này nhé. Nói một chút về định nghĩa thì repeater là thiết bị dùng để mở rộng tầm phủ sóng Wi-Fi của modem Wi-Fi chính. Ví dụ như modem hoặc router Wi-Fi chính của nhà bạn có tầm phủ sóng tầm khoảng từ 7 đến 10 mét thì thiết bị repeater sẽ giúp nâng tầm phủ sóng đó lên thêm khoảng từ 5 đến 10 mét nữa. Việc sử dụng thiết bị repeater sẽ giúp cho sóng Wi-Fi của bạn phát được đến những nơi mà trước đó tín hiệu Wi-Fi yếu hoặc là không nhận được sóng Wi-Fi. Router Wi-Fi hay còn có tên gọi khác là bộ đường tuyến Wi-Fi giúp chia sẻ kết nối Internet đến các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, laptop, smart TV, v.v. hoặc các thiết bị Wi-Fi khác trong nhà thông qua sóng không dây. Về cấu tạo, thiết bị repeater thường sẽ có hoặc không có cổng LAN trên thiết bị tùy vào model của hãng sản xuất thiết bị repeater đó. Đối với các thiết bị repeater đơn thuần thì cổng LAN trên thiết bị sẽ có nhiệm vụ xuất tín hiệu mạng đến các thiết bị đầu cuối như là máy tính, bàn, PC hoặc là smart TV. Còn đối với những thiết bị repeater có thêm tính năng là một điểm truy cập Wi-Fi thì bạn có thể nối dây mạng từ modem hoặc router Wi-Fi đến cổng LAN trên thiết bị repeater đó để thiết bị phát trở thành một điểm truy cập Wi-Fi cho các thiết bị khác truy cập vào. Về nguồn cấp thì repeater sẽ có một là cháu cắm trực tiếp vào trong ổ điện hoặc là những thiết bị có đầu USB. Bạn có thể dùng cái đầu USB đó để gắn vào những thiết bị như là cục sạc dự phòng hoặc là cổng USB trên máy tính bàn, laptop để mà cấp nguồn cho thiết bị repeater đó. Bên cạnh đó còn có một bộ phận thường thấy trên những thiết bị repeater, đó là cặp anten dùng để thu phát sóng Wi-Fi. Đối với một số thiết bị repeater tiên tiến hơn thì các nhà sản xuất sẽ thiết kế anten tích hợp bên trong để tăng tính thẩm mỹ của thiết bị. Cấu tạo của router thường sẽ gồm hai bộ phận chính, anten và cổng kết nối. Số lượng anten trên thiết bị router càng nhiều thì tốc độ truy cập của thiết bị router đó càng cao. Cổng kết nối của router bao gồm WAN và LAN sẽ có các chuẩn tốc độ megabit và gigabit. Cổng WAN liên quan đến tốc độ truy xuất ngoài mạng, còn cổng LAN sẽ liên quan đến tốc độ truy xuất nội mạng của thiết bị router đó. Thiết bị repeater hoạt động theo nguyên lý thu lại sóng Wi-Fi phát ra từ modem hoặc router Wi-Fi chính, sau đó phát lại sóng Wi-Fi đó cho các thiết bị đầu cuối sử dụng. Về nguyên lý hoạt động của router thì để phát được sóng Wi-Fi, thiết bị router phải được kết nối với modem nhà mạng thông qua cáp mạng LAN. Sau đó, thiết bị sẽ phát sóng Wi-Fi đồng thời truyền dữ liệu thông qua cáp mạng LAN đến các thiết bị đầu cuối. Một bên là bộ định tuyến, còn một bên là thiết bị thu phát sóng Wi-Fi. Nên chắc chắn mục đích sử dụng sẽ khác nhau. Nếu nhà bạn đã có sẵn router hoặc modem Wi-Fi, như một số nơi như phòng ăn hoặc phòng ngủ, tín hiệu Internet chập chờn không ổn định, thì lúc này bạn sẽ sử dụng thiết bị repeater, đặt nó vào trong vùng phủ sóng ổn định của modem hoặc router Wi-Fi chính. Lúc này thiết bị sẽ thu và phát lại sóng Wi-Fi cho những nơi trước đây tín hiệu Internet chập chờn thì sẽ trở nên ổn định hơn. Bạn có thể tham khảo thêm về video hướng dẫn cách tối ưu hóa thiết bị repeater. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả của video này. Nếu khoảng cách từ modem chính đến nơi của bạn quá xa, vượt ngoài tầm bắt sóng của repeater và bạn có thể kéo dây mạng, thì lúc này thiết bị router sẽ là thiết bị bạn cân nhắc. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi, các bạn đã có thể hiểu thêm về router và repeater, cũng như lựa chọn được cho mình sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Video đến đây xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn cứ để lại bình luận trong phần comment của video. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Tôi Tu Linh Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.